Và bây giờ trước khi cuộc thi bắt đầu thì chúng ta xin mời huấn luyện viên Hồng Sơn và MC Tuấn Tú sẽ là hai khách mời chơi trước. Và tất cả các bạn tập trung để coi hai huấn luyện viên chúng ta chơi nha. Sẵn sàng chưa Tuấn Tú? Chuẩn bị. Tập trung. Ba, hai, một, xuất phát. Ôi trời ơi, MC Tuấn Tú hơi có vẻ mập mạp và nó chạy hơi rất chậm, chân dài mà leo lên lâu thế. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Wow, wow, wow. Đây mọi người hãy nhìn luôn được chưa? Cứu, cứu, cứu. Ôi anh Tuấn không làm được thì cô không biết rồi đó. Cô phải làm được. Biển rộng đất được chưa? Được chưa? Thì dòng ngân hà mình cũng qua. Chạy vòng đi. Ủa mình có tính không? Có tính điểm không? Hay là chưa, coi chưa. Đây, và sau đó chúng ta sẽ đưa cái băng xuống đất và chúng ta lật nó. Chứ không được lăn. Chúng ta phải lật nó. Ai lật về trước là người đó chiến thắng. Yeah! Ôi, quán hết cả đít.